Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ rất là đẹp, độc đáo, đến từ thương hiệu cũng độc đáo không kém tại Việt Nam, đó là Sapaneva. Thương hiệu Sapaneva được thành lập bởi ông Stephen Sapaneva, một nghệ nhân làm đồng hồ bậc thầy với nhiều năm học hỏi và tích trữ kinh nghiệm làm tại Thụy Sĩ. Và sau này thì ông đã mở ra một cái thương hiệu gọi là Independent Watchmaker của riêng mình, và lấy tên của chính ông luôn, đó là Sapaneva. Các bạn có thể tham khảo thêm về Sapaneva tại trang chủ của hãng các bạn nhé. Lên Google search cái tên Sapaneva là nó sẽ ra. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc Sapaneva K3 Northern Star, và đây là một trong những cái mẫu Sapaneva đẹp nhất mà mình đã từng bán. Và hiện tại là đến thời điểm này thì sau mấy năm thì nó đã quay trở về với bên mình. Đó, và đây là một chiếc đồng hồ chỉ có 10 chiếc được sản xuất, cho nên là nó chắc chắn là một trong những cái chiếc đồng hồ cực kỳ hiếm trên thế giới. Đó, bây giờ mình sẽ cùng show cho anh em là ở đây thì mình sẽ có cái hộp nguyên bản của đồng hồ. Hộp này thì được làm rất là độc đáo và đẹp với chất liệu gỗ hoặc kim loại. Nhưng cái phần này của chúng ta các bạn thấy là nó sẽ là làm bằng nhôm, còn những phần này của chúng ta thì làm bằng gỗ. Và phía bên này thì chúng ta sẽ có những cái con vít được vít vào. Nó rất là thô nhưng mà nó rất là chắc chắn và nó giống như là một cái dương vậy. Đó, cái thiết kế của Sapaneva thì nó hơi Viking một chút các bạn nhé. Và kể cả những chiếc đồng hồ diver các thứ thì nó cũng lấy từ thần thần thoại của người Bắc Âu. Đó, cho nên là nó sẽ có những cái chi tiết vậy rất là độc lạ. Các bạn mở lên thì ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái cơ cấu cơ khí này. Và những cái này thì nó sẽ được làm gọi là full luôn. Các bạn có thể thấy là nguyên khối luôn. Làm rất là đẹp. Trước đây thì được bán ra bởi Mylac Việt Nam vào tháng 10 năm 2018, và với cái mức giá retail lên đến là 690 triệu đồng. Đó. Còn hiện tại thì giá nó đã rẻ hơn rất là nhiều. Anh em muốn biết giá chính xác thì vui lòng liên hệ ICS. Ở phía ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái logo hình mặt moon face của Sapaneva, cũng chính là khuôn mặt của ông chủ Sapaneva tự khắc họa vào cái khuôn mặt của mình. Đó, để làm thương hiệu. Bây giờ thì mình sẽ cùng lên tay chiếc đồng hồ này và review cho anh em. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ đẹp, phải nói là đẹp, độc đáo, đủ cả. Nó sử dụng những cái màu sắc kết hợp với nhau rất là tuyệt vời. Và các bạn có thể nhìn thấy khi mình chỉ cần thay đổi góc nhìn thôi là chiếc đồng hồ này nó đã có những cái độ bắt sáng tuyệt vời rồi. Phần thân của chiếc đồng hồ này được làm hoàn toàn từ vàng 18K Au750 và với một phần thân case là 42mm. Đó, các bạn có thể thấy là thân case của nó thì được làm giống như là một cái bánh răng. Đó, và nó sẽ có những cái chi tiết là được điêu khắc thụt vào và những chi tiết thò ra như này. Thì cái phần mà hai phần bên này thò ra nhiều nhất là 42mm. Còn phần này thì mình đo được thì nó sẽ là khoảng tầm 39mm, 38mm các bạn nhé. Thì chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ không hề kén tay. Tay anh em chỉ cần khoảng 16 đến 16.5 là chúng ta đeo là đã đẹp rồi. Kính sapphire với lớp phủ với lớp chống lóa mặt trong và nó chống sức khá là tốt. Chúng ta sẽ có logo là Sapaneva được in vào mặt trong kính và nó sẽ bay lên không trung nhảy khá là đẹp. Đó. Về cái thiết kế thì nó sử dụng một cái mặt số ma trận đa lớp, rất là nhiều lớp. Ở phía ngoài thì các bạn thấy là 12 cọc số của chúng ta thì sẽ được làm theo dạng cũng lơ lửng ở phía trên. Đó, nó sẽ là cái tầng trên cùng. Thì cái phần cọc số này của chúng ta thì đã có hai lớp rồi. Các bạn sẽ nhìn rõ, các bạn sẽ thấy hai lớp đan vào nhau. Tiếp dưới đó thì chúng ta sẽ có phần mặt số màu xanh. Để đạt được cái màu xanh này thì họ sử dụng cái mặt số kim loại và sau đó được electroplated, tức là mạ tĩnh điện màu xanh. Đó, và sau đó họ điêu khắc khoảng mấy chục ngôi sao này để cho chúng ta thấy nó giống như cái bầu trời sao vậy. Cho nên là cái tên của chiếc này nó có cái bầu trời phương Bắc, Northern Star, những ngôi sao phương Bắc. Thì những ngôi sao này thì nó sẽ kết hợp với hai cái mặt moon phase của chúng ta rất là tuyệt vời. Nó tạo cho chúng ta giống như là một cái dial moon phase lớn, siêu lớn. Và chiếc đồng hồ này thì đã đạt cái giải của Ashman, một cái tạp chí rất là nổi tiếng ở châu Âu, và nó là nằm trong top 10 mẫu đồng hồ có cái tính năng moon phase đẹp nhất đã từng được sản xuất các bạn nhé. Về cái mặt moon phase này thì như các bạn thấy là nó là một cái mặt vàng
và nó được làm sần với cái hình ảnh đó là cái khuôn mặt của Sapaneva được cách điệu giống như là mặt ông trăng, được làm rất là đẹp. Và khi trăng tròn thì toàn bộ cái phần mặt này của chúng ta thì nó sẽ vừa khít luôn ở trong này các bạn nhé. Đó, nó sẽ vừa khít luôn ở trong cái ô tròn ở góc 6 giờ này. Đó, và lúc đó thì rất là đẹp. Để mô tả thì mình sẽ chỉnh cho anh em về cái góc này để anh em có thể thấy luôn. Đó, khi trăng mỗi ngày nó sẽ nhảy như này. Và chu kỳ của trăng của chúng ta thì sẽ là 29,5 ngày một lần là nó sẽ về như này. Và một vòng hai lần của chúng ta thì sẽ là 59 ngày các bạn nhé. Đó. Thì nếu như để góc này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cân đối và nó đẹp hơn. Bộ kim của chúng ta là một bộ kim với thiết kế đặc trưng của Sapaneva, và bộ kim này thì ông cũng chia thành hai loại, chia hai nửa với hai loại hoàn thiện khác nhau, là một là sần giống như cái mặt môn phây ở dưới và hai là móng. Và các bạn thấy là dù ở góc nào thì chúng ta vẫn có thể nhìn giờ rất là dễ dàng với bộ kim này. Đó, các bạn nhìn góc này các bạn có thể thấy là cái mặt số đa lớp nó có trên dưới và nó có độ sâu rất là đẹp. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy, và bộ máy được hoàn thiện với một cái củ văng như các bạn thấy ở đây. Nó được làm cực kỳ hay, và đây là cái chi tiết mà chỉ có mà trên những chiếc Sapaneva. Ở phía này thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Northern Star này, Handmade này, AU750, và các bạn thấy một dòng chữ quan trọng ở đây đó là One of the Ten, tức là một trong 10 chiếc được sản xuất của Sapaneva. À, về cái rotor của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái phần đối trọng được làm nặng hơn, và phần đối trọng này của chúng ta thì sẽ có những cái chi tiết như các bạn thấy hình bán nguyệt ở đây, cộng với việc một cái mặt Sapaneva nữa đó. Còn những chi tiết ở phía trên của chúng ta thì sẽ được làm bằng chất liệu thép và cũng được mạ xanh giống như cái mặt dial. Nó tạo cho chúng ta một chiếc đồng hồ với một cái thiết kế xuyên suốt từ trước ra sau đó. Và bộ máy sử dụng trên chiếc này là Soprod A10 và được modify bởi Sapaneva, và cái tỷ lệ phần trăm modify của nó trên chiếc đồng hồ này lên đến 60% cơ. Tất cả chi tiết hầu như là ông ý đã làm lại để cho nó gần giống như là bộ máy in-house của riêng ông ấy vậy. Và những cái hãng khác sử dụng bộ máy này thì sẽ không có. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có thông số là 25 chân kính, tần số 4 Hz 28.800, và các bạn có 42 giờ tích cóp, những thông số đặc trưng của một chiếc đồng hồ sử dụng hàng ngày. Sợi dây đi kèm đây vẫn là sợi dây nguyên bản của Sapaneva với da cá sấu đen, và chúng ta thấy logo ở đằng sau. Và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên Sapaneva đi kèm với đầy đủ chuyện kim loại quý ở phía dưới, vẫn rất là sâu nhé. Đó. Chiếc đồng hồ này thì hiện tại thì bên mình một phần là cũng sưu tầm vừa đeo và vừa bán, nếu như tìm được chủ nhân thích hợp và thực sự đam mê chiếc đồng hồ này thì anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ ICS để nhận được báo giá chi tiết sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và sẽ gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.